Tên đây là bạn Lê Minh Du. Và đầu thứ hai, mình đã chơi thế Willopet. Theo mình hơn một tốt rồi. Mình chơi với hai cục mở như này thì nó sẽ đánh nó dễ đánh hơn, chủ yếu là tính toán. Bây giờ mình sẽ đổi quân để đưa về cờ tàn. Mình sẽ chiến thắng với cờ tàn vì mình hơn một tốt và đen thì có cấu trúc tốt, kém hơn. Chết. Dí tốt đây là đuổi được một trong hai. Rồi thì không kịp rồi. Cờ tàn là mình sẽ trung tâm hóa vua. Tốt rồi. Cờ này không thể chủ quan được. Mình kia mình đã thắng rồi. Ok, đây là đối thủ thứ ba của mình trong giải đấu Trần Thành Công và những người bạn. Đây là khai cuộc Scott. Nhìn chung cửa trước thì đi theo bài các bạn, cũng không cần phải nghĩ quá nhiều đâu. Interesting. Ra hậu để tránh bị ghim xe. Mình sẽ bảo vệ con tốt này.
tốt yếu, mình sẽ bắt tốt này. Hai con tốt này của trắng người ta gọi là tốt treo. Giờ để ý mình thiệt một quân. Okay, mình sẽ bảo vệ con tốt này. Cờ nguy hiểm quá. Lên xe. Rất hay. Ván này thua đến nơi. Đây may nó vẫn có nước. Về mã. Lên. Khó khăn đấy. Hai rơi vậy. Cờ này có thể mình sẽ thắng. Đang hòa thành thắng. Ui dồi, khí quá, khí quá tốt quá. Thank you.